Với những chiến thắng trong ngày hôm nay thì đã mang về cho anh chị em chúng ta rất là nhiều niềm vui rồi phải không ạ? Và để nối tiếp niềm vui đó thì trong buổi tối của ngày hôm nay, thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2024, tôi lại tiếp tục lên đây để đi phân tích một số những các được cầu với những biên độ ăn thông bố đến 5 ngày để thân tạng gửi đến cho anh chị em chúng ta chơi cho buổi chiều của ngày hôm sau. Và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày hôm nay và đây đó chính là ở trên được cầu kín Zalo mà tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để để cho anh chị em chúng ta chơi đầu tiên đó chính là con lô tô 42 thì anh đồng đã giả về cho chúng ta ba nháy Loto tô nháy đầu tiên nằm ở giải 3.1 nháy thứ hai nằm ở giải 7.2 và nháy thứ ba thì giả về cho chúng ta thẳng giải đặc biệt phải không ạ tiếp theo tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là dàn đề trong đó có con đề 9229 4224 9779 và 4774 thì với giải đặc biệt của ngày hôm nay anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con đề 42 con đề 42 này thì nằm ở trong gây được cầu gian đề mà tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi ở đây và ở đây thì bạn Bình Tuyết có bảo với tôi rằng vâng em cảm ơn anh hôm nay vào mạnh tay được chứ anh và tôi có bảo lại với bạn thoải mái em nhé số lộ em cứ vụt căng tay đi bạn có bảo với tôi rằng vâng vậy em vào 2.000 điểm 42 và mỗi một cái con ở dàn đề em vào 2 triệu thì ngày hôm nay bạn đã có chiến thắng quá là rực rỡ rồi phải không ạ và lúc 18 giờ 34 phút thì bạn có bảo với tôi rằng hôm nay vui quá anh ơi lỗ ba nháy ăn cả đặc biệt tối em gửi anh lộc gấp ba luôn và tôi có bảo với bạn anh bảo rồi mà số lộ chỉ có chuẩn mà thôi hôm nay rực rỡ rồi nhé và bạn có bảo với tôi rằng vâng em cảm ơn anh ạ à. anh đúng là số một xin chúc mừng với tất cả anh chị em ở trên được cầu kín zalo và tiếp theo đó chính là ở trên được cầu video thì ngày hôm nay chúng ta đã có chiến thắng ở đây đó chính là ở cái video mà tôi quay thử thì tôi có dự đoán để cho anh chị em chúng ta chơi đó chính là chạm đề ba và chạm đề bốn thì với giải đặc biệt ngày hôm nay anh anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con đề 42 thì chúng ta đã có chiến thắng đó chính là ở à, chạm đề 4 rồi phải không ạ à? và tiếp theo thì chúng ta đã có chiến thắng đó chính là ở à, được cầu xong thủ lô tôi có đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi đó chính là con lô tô 91 và con lô tô 19 thì ngày hôm nay anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con lô tô 19 nằm ở à, giải 5.1 và tiếp theo thì chúng ta đã có chiến thắng đó chính là ở à, được cầu lô tô kép tôi có đưa ra phân tích cho anh chị em chúng ta chơi đó chính là con lô tô 22 và 99 thì ngày hôm nay anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đầu tiên đó chính là con lô kép 22 nằm ở giải 3.6 tiếp theo đó chính là con lô kép 99 nằm ở giải 4.4 xin chúc mừng với tất cả chị em và tiếp theo chúng ta đã có chiến thắng đó chính là ở được cầu xiên quay thì chúng ta đã có chiến thắng đó chính là 22 và 99 phải không ạ đánh lô tô xiên quay 4 mà chiến thắng 2 thì chúng ta vẫn là có lời vẫn là có lãi rồi và để trước khi đi vào phân tích thì anh chị em chúng ta cùng nhau đi vào mấy cả kênh của tôi đó chính là kênh Minh Phúc 89 anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh còn đã đăng ký kênh rồi thì bấm vào quả chuông và chọn vào dòng tất cả để làm gì ạ để đảm bảo quyền lợi của anh chị em đang xem và những người đang đăng ký kênh ở đây khi mà tôi đưa ra những video để phân tích về những các đợt cầu thì anh chị em chúng ta sẽ là người đầu tiên được đón nhận video đó và đừng quên để lại cho tôi xin một lượt thích và một lượt đăng ký kênh đó chính là động lực để hàng ngày tôi lại tiếp tục ra những các video mới. Còn ai muốn được chơi những các con số lộ ở trên được cầu kín Zalo thì hãy nhanh tay gọi trực tiếp theo số điện thoại 0979094894. Tôi sẽ hướng dẫn anh chị em chúng ta vào được cầu kín Zalo để anh chị em chúng ta chơi. Và bây giờ thì tôi sẽ đi vào phân tích ở trên được cầu video. Với đường cầu đầu tiên đó chính là cái đường cầu bạch thủ lô thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi lấy đến đó chính là từ ngày 23 tháng 3 năm 2024 và được cầu đầu tiên đó chính là được cầu màu hồng. Tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng chục nghìn nằm ở giải nhất chúng ta được đó chính là con số 3. Tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng chục nghìn nằm ở giải 3.4 chúng ta được đó chính là con số 3. Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái được cầu đó chính là được cầu đầu tiên được cầu số 1 đúng không ạ? Và tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả được cầu thứ hai, được cầu màu xanh. Ở được cầu màu xanh này thì tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng đơn vị nằm ở giải 4.4 chúng ta được đó chính là con số 3. Tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số 1000 nằm ở giải 5.6 chúng ta được đó chính là con số 6. Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu màu xanh phải không ạ? Đường cầu số 2 và cả hai đường cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi tìm đó chính là con bạch thủ lô để chơi cho cái ngày đó chính là ngày 24 tháng 3 năm 2024. Đầu tiên ở đây thì anh chị em chúng ta sẽ cộng cho tôi tổng của ấy được cầu số 1. Tôi có 3 cộng với 3 thì bằng 6. Tiếp theo tôi sẽ đi cộng tổng của ấy được cầu số 2. Tôi có 3 cộng với 6 thì bằng 9. Như vậy là bạch thủ lô 69 để chơi cho ngày 24 tháng 3. Và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày 24 tháng 3. Về con lô tô 69 anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây. Đó chính là ở à giải 5.1. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Chúng ta đã có chiến thắng của ngày 24 tháng 3. Và để kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày 25 tháng 3 năm 2024 thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con bạch thủ lô. Bạch thủ lô ở đây tôi có 0 cộng với 9 thì bằng 9. Tiếp theo tôi có 5 cộng với 7 thì bằng 12 tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị, đó chính là con số 2. Như vậy là bạch thủ lô 92 để chơi cho anh ngày, đó chính là ngày 25 tháng 3 năm 2024. Trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày 25 tháng 3. Về con lô tô 92 thì anh Đồng đã giả về cho chúng ta hai nháy lô tô. Nháy đầu tiên nằm ở giải 4.1 và nháy thứ Thứ hai thì anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây Đó chính là ở giải 5.4 Xin chúc mừng với tất cả anh chị em Và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày mai Ngày 26 tháng 3 năm 2024 Thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi Đó chính là con bạch thủ lô Ở đây tôi có 7 cộng với 9 thì bằng 16 Tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị Đó chính là con số 6 Tiếp theo tôi có 9 cộng với 0 thì bằng 9 phải không ạ Như vậy là ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi ở đây Đó chính là con bạch thủ lô 69 Và xong thủ lô thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con lô tô 69 và 96 anh chị em nhá và để tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào phân tích đó chính là ở à, cái được cầu lô tô rơi và được cầu lô tô kép đầu tiên đó chính là được cầu lô tô rơi thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ nên chơi cho tôi ở đây con lô tô rơi mà đẹp nhất mà tôi hướng đến để cho anh chị em chúng ta chơi tỷ lệ lẩu cao nhất ngày mai thì chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con lô tô rơi 21 con lô tô rơi 21 thì ở những các được cầu gần đây nhất. Anh đồng cũng đã giả về cho chúng ta khá là nhiều ngày liên tiếp nên là ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi. Tiếp theo anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô rơi nữa. Đó chính là con lô tô rơi 38 anh chị em nhá. Con lô tô rơi 38 này thì cũng ở những các được cầu gần đây nhất. Anh đồng cũng đã giả về cho chúng ta rất là nhiều ngày liên tiếp rồi phải không ạ? Và để tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả được cầu lô tô kép. À được cầu lô tô kép thì ngày hôm nay chúng ta đã rất là thành công rồi. Thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con lô tô kép không con lô tô kép không đang có biên độ 2 ngày chứa ra ngày mai là ngày thứ ba thì chúng ta sẽ vào chơi cho tôi tiếp theo đó chính là con lô tô kép tiếp theo mà tôi muốn anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi ở ngày mai đó chính là con lô tô kép 50 năm anh chị em nhá con lô tô kép 50 năm đang có biên độ 2 ngày chứa ra ngày mai là ngày thứ ba thì chúng ta sẽ vào chơi phải không ạ và cuối cùng đó chính là ở được cầu sen quay anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con 21 con 38, con 00 và con năm Như vậy là tất cả những các đường cầu về lô thì tôi đều đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai. Anh chị em nào trung cầu kết số thì chúng ta cùng nhau chơi. Không trung cầu, không kết số chúng ta nên dừng lại ở mức độ tham khảo. Và bây giờ thì tôi sẽ đi vào phân tích ở trên được cầu đề. Ở à, trên được cầu đề này thì tôi sẽ lấy đó chính là ở bảng thống kê đặc biệt theo tuần. Tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 23 tháng 3 cho đến cái ngày đó chính là cái ngày mươi 6 tháng 3 để cho anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng và được cầu tiếp theo thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày mùng 5 tháng 3 cho đến cái ngày đó chính là ngày mùng 8 tháng 3 năm 2024 ở đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là con số cuối cùng nằm ở giải đặc biệt và bóng của nó phải không ạ Như vậy là à cái được cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi và tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ lấy cho tôi đó chính là từ ngày mùng 5 tháng 2 cho đến cái ngày mùng 8 tháng 2 ở đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là ba con số số cuối cùng nằm ở giải đặc biệt gồm con số hàng trăm, con số hàng chục và con số hàng đơn vị. Như vậy là tất cả những các được cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng ở cái ngày đó chính là ngày 23 tháng 3. Tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày mùng 5 tháng 2 để đi ghép với cả ngày mùng 5 tháng 3. Thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau. Đầu tiên chúng ta có đó chính là 2882, 2772, 2662. Tiếp theo chúng ta có đó chính là 7887, 77 và 22 7667. Như vậy là à cái được cầu dàn đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 23 tháng 3. Ở à, ngày 23 tháng 3 thì với giải đặc biệt, anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con đề 82. Con đề 82 này thì nằm ở trong cái được cầu gian đề mà tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chờ ở đây rồi. Và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo, đó chính là ngày 24 tháng 3. Tôi sẽ lấy từ ngày mùng 6 tháng 2 để đi ghép với cả ngày mùng 6 tháng 3 thì đầu tiên chúng ta có đó chính là con đề 9229 9779 và 9669 phải không ạ? Và ở đây thì chúng ta có đó chính là 4224, chúng ta có 4664 và 4774. Như vậy là ở cái được cầu dàn đề này tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 24 tháng 3. Ngày 24 tháng 3 với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là con đề 74. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày 20 năm tháng 3 Tôi sẽ lấy từ ngày mùng 7 tháng 2 để đi găm với cả ngày mùng 7 tháng 3 Thì chúng ta sẽ có những các con số để chơi như sau Đầu tiên chúng ta có đó chính là 7337 Tiếp theo đó chính là 7887, 7447 Và đây thì chúng ta có 2332, 2882 và 2442 Như vậy là ở cái được cầu dàn đèn này Tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho cái ngày 25 tháng 3 À, ngày 25 tháng 3 với giải đặc biệt anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây Đó chính là con đề 42 hai Vấn đề 42 này thì nằm ở trong cái được cầu dàn đề Mà tôi đã đưa ra phân tích cũ nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi ở đây Xin chúc mừng với tất cả anh chị em Và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày mai Ngày 26 tháng 3 năm 2024 Tôi sẽ lấy từ ngày mùng 8 tháng 2 Để đi ghép với cả ngày mùng 8 tháng 3 Thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau Đầu tiên chúng ta có đó chính là 7887 7557 và ở đây thì chúng ta có 7227 phải không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ có đó chính là này có đề 2882 và 2552 và chúng ta có 22 và 77. Như vậy là ở cái được cầu dàn đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi trong ngày mai. Anh chị em nào chung cầu kết số chúng ta cùng nhau chơi, không chung cầu không kết số chúng ta nên dừng lại ở mức độ tham khảo. Còn ai muốn được chơi những các con số lộ số hàng thì hãy nhanh tay liên hệ theo số điện thoại 0979094894 để nhận được những các con số an toàn nhất anh chị em nhé.